Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chủ động ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố không được chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, tập trung chỉ đạo và triển khai kịp thời hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau: tiếp tục tổ chức ra soát chủ động sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm lương thực nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán bảo đảm ổn định đời sống cho người dân tổ chức lực lượng canh gác kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn khu vực nước ngập sâu chạy xiết kiên quyết không cho người phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều hồ đập theo cấp báo động nhất là các công trình sung yếu đang thi công hạn chế tối đa thiệt hại. Tổ chức tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ ngập lụt, chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại khu vực trọng điểm để kịp thời tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ thiên tai, chủ động chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra đôn đốc tổng hợp báo cáo tình hình thiên tai thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện